Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, câu chuyện ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Trung Quốc dường như đã trở thành câu chuyện đến hẹn lại lên với rất nhiều lý do khác nhau. Cuối năm nay, Trung Quốc với lý do thực hiện chiến lược zero covid nên việc thông quan cho hàng hóa xuất khẩu tại nước ta sang Trung Quốc nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hàng nghìn xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã một tháng nay. Trước tình trạng đó, Quảng Ninh, tỉnh biên giới phía Bắc có cửa khẩu sang Trung Quốc cũng đang tính đến phương án giải tỏa hàng nghìn xe hàng đang ách tắc tại cửa khẩu theo đó, tỉnh đã tính tới lập vùng đệm an toàn để việc thông quan diễn ra nhanh hơn. Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính, nên chuyên gia cho rằng nông sản Việt cần bỏ cách bán hàng tiểu ngạch, alo là có và tiêu chuẩn chất lượng không đồng nhất. Thông thường cuối năm, nông sản lại ủng ứ ở cửa khẩu các tỉnh biên giới với Trung Quốc, nhưng năm nay tình hình nghiêm trọng hơn khi nước này xét chặt các biện pháp phòng dịch. Hàng ngàn container, 80% là hàng nông sản trái cây dễ hư hỏng, phải nằm im chờ ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, v.v. Trước tình trạng hàng ngàn xe container ủng ứ, chất đống nông sản tại cửa khẩu đã có rất nhiều chỉ đạo và ý kiến được đưa ra nhằm khắc phục hậu quả, thậm chí tính đến phương án giải cứu. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở ngành, đơn vị triển khai giải pháp cấp bách khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh với Trung Quốc. Ngoài việc tiếp tục điện đàm với chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, tỉnh này cũng nghiên cứu phương án lập vùng đệm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, lối mở. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu zero covid của phía bạn và đảm bảo quy định hiện hành. Sở y tế và Sở tài chính được giao tham mưu đề xuất phương án cụ thể. Bà con có thể hiểu đơn giản, vùng đệm được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra là vùng an toàn dịch bệnh, nơi kiểm soát phòng dịch với người, hàng hóa trước khi đưa xe vào khu vực cửa khẩu. Việc này giúp xe được thông quan nhanh hơn và bảo vệ vùng xanh tại khu vực cửa khẩu vùng đệm an toàn sẽ được tỉnh lên phương án lập tại các cửa khẩu lối mở để đẩy nhanh giải tỏa ách tắc tại các cửa khẩu biên giới tỉnh cũng giao cho các sở ngành ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương có công hàm văn bản và hội đàm trao đổi với cơ quan chính quyền phía bạn để thống nhất với các giải pháp chống dịch thúc đẩy sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ra soát lượng hàng nông lâm thủy sản của người dân doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu xuất khẩu sang trung quốc trong thời gian tới đặc biệt trong vụ mùa thu hoạch cuối năm Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chủ động phân loại, đóng gói, bao bì, phân định rõ chất lượng, chủng loại nông sản phù hợp với các điều kiện vận chuyển, giao nhận phí bạn. Tính Quảng Ninh cũng khuyến cáo các doanh nghiệp điều tiết, hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu móng cái, tránh tình trạng ôm ứ kéo dài thêm. Tình trạng ôm tắc tại các cửa khẩu, trong đó có Quảng Ninh, đã diễn ra một tháng qua. Từ ngày 21 tháng 12, phía thành phố Đông Hưng dừng thông quan hàng hóa với cửa khẩu Bắc Luân 2. Lối mở km số 3, số 4 để tăng cường công tác phòng chống dịch bên phía bạn đã ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, đến ngày 25 tháng 12, cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh ôm khoảng 1.555 container hàng nông, thủy sản chờ xuất sang Trung Quốc. Để giảm tải cho cửa khẩu Bắc Luân hai, chính quyền thành phố Móng Cái đã đưa xe vận chuyển trái cây tới tập kết tại các bãi kiểm hóa, Vận động doanh nghiệp kinh doanh kho lạnh giảm giá bảo quản với hàng cấp đông, giảm phí lưu bãi và cung cấp các điều kiện thiết yếu, phục vụ sinh hoạt các lái xe. Tại cuộc họp chiều ngày 26 tháng 12 trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã yêu cầu chính quyền các địa phương có cửa khẩu biên giới phía Bắc nhanh chóng nỗ lực giải phóng sớm nhất lượng hàng ngôn ứ tại các cửa khẩu, tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Nếu hơn 6.000 container chở nông thủy sản ồn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc là Làng Sơn và Quảng Ninh, không nhanh chóng được giải quyết thì thiệt hại ước tính tới 4.000 tỷ đồng. Trước thực trạng hàng nghìn xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu, đã có nhiều phương án đề xuất vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua tuyến đường sắt để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ. Tuy nhiên phương án này đã được nêu ra nhưng chưa được thực hiện. Theo thông tin từ Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan, trên các tuyến biên giới phía Bắc hiện nay, Trung Quốc kiểm soát rất chặt chẽ các cửa khẩu phụ, lối mở. Đặc biệt trong bối cảnh COVID-19, các lối mở cửa khẩu phụ tại một số giai đoạn phải đóng lại để đảm bảo phòng chống dịch. Do đó, hàng hóa tăng mạnh qua các cửa khẩu lớn như Hữu Nghị, Tân Thanh, Làng Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh. Hàng hóa dùng về các cửa khẩu chính là một trong những lý do khiến ủng tắc hàng hóa nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng sang Trung Quốc là chủ yếu đi theo các con đường rất rủi ro là tiểu ngạch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về việc nhập khẩu chính loại nông sản gồm có thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và mang cục. Hiện tại, chính mặt hàng đưa sang Trung Quốc áp dụng kiểm dịch 100%, dẫn đến thời gian thông quan lâu hơn. Trong khi đó, lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn hy vọng khi có nghị định thư về chấp nhận kiểm dịch lẫn nhau thì việc thông quan sẽ rất thuận lợi. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc để đưa thêm một số mặt hàng nông sản khác nhập chính ngạch vào Trung Quốc. Một số liệu khác được lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn cung cấp cho thấy tỷ lệ xuất khẩu nông sản chính ngạch qua địa bàn Lạng Sơn rất thấp. Đối với Hải quan Lạng Sơn, kim ngạch xuất khẩu chính ngạch chỉ chiếm 3% nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Lý do là việc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc có truyền thống từ lâu, chính sách thương mại biên giới của Trung Quốc áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với cư dân biên giới khi nhập khẩu nông sản từ Việt Nam nên các doanh nghiệp phía Việt Nam và Trung Quốc không mặn mà thực hiện nhập khẩu chính ngạch. Thay vào đó, họ nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, sang phía Trung Quốc sẽ gom các lô hàng nhỏ thành lô hàng lớn để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Như vậy, khi việc nhập cảnh tiểu ngạch vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, thì tình trạng ủng tắc hàng hóa mỗi mùa thu hoạch ngay khi Trung Quốc có chính sách bất thường sẽ lại xảy ra. Trước thực trạng nóng ách tác trên tuyến đường bộ, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn hợp bàn trao đổi với phía Trung Quốc đẩy mạnh việc xuất nhập khẩu theo tuyến đường sắt liên vận. Ông Liễu Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngành đã có văn bản đề nghị các hiệp hội, các doanh nghiệp cần hướng đến việc đa dạng hóa hình thức vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, trong đó cần lưu ý tính toán khai thác tuyến vận tải đường sắt liên vận để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ. Việc xuất khẩu hàng qua tuyến đường sắt cũng là những gợi mở, song cũng không ít khó khăn. Theo ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn, để thực hiện vận chuyển xuất khẩu hàng hóa qua ca đường sắt quốc tế Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí vận chuyển. Cùng với đó, lượng hàng vận chuyển sẽ lớn hơn rất nhiều so với thực hiện xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ. Mặt khác, việc thực hiện xuất khẩu các loại hàng hóa qua đường sắt vào thời điểm này còn góp phần giảm thiểu các rủi ro lây nhiễm dịch COVID-19 do số lượng người tập trung rất ít. Mặc dù như thuận lợi là vậy, nhưng theo các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, hiện các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chưa chủ động thực hiện nhận hàng qua tuyến đường này. Do đó, lượng hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc theo tuyến đường sắt liên vận vẫn khá hạn chế. Ngoài ra, hàng nông sản tại Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường nước bạn. Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân các tỉnh sản xuất nông sản lớn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, triển khai các giải pháp nâng tầm nông sản Việt, giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng như xuất khẩu tiểu ngạch. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các tỉnh sản xuất nông sản lớn phải tìm hiểu mô hình kết nối sớm để tiêu thụ nông sản sang Trung Quốc của các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương để vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho dân. Điều này vừa giúp giảm bớt tình trạng ôm ứ tại các tỉnh biên giới khi vào vụ thu hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay vẫn theo hình thức tiểu ngạch. Còn các doanh nghiệp Trung Quốc thì vẫn chưa chủ động nhập hàng theo hình thức vận chuyển bằng đường sắt, vì khi đó khối lượng vận chuyển sẽ lớn hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, trước tình trạng xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu đã kéo dài rất nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt là vào dịp cuối năm 2021, các địa phương kết hợp với cán bộ ban ngành đã chung tay để sớm giải quyết thực trạng này. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, doanh nghiệp cũng nên tính trước những bước đi khác cho việc xuất khẩu hàng hóa, không nên quá phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc để giảm thiểu những rủi ro sẽ tiếp diễn sau này. Quý vị có bình luận gì về sự việc đáng buồn này? Xin hãy để lại quan điểm của mình ở phía dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.